Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn, khi mà đây là chiếc xe lá xịt nha, khi mà mình cài số lùi á, cái kính chiếu hậu nó sẽ quặp xuống cho mình dễ nhìn ở dưới đất. Ví dụ bây giờ mình thử nè, gài số lùi nè, nhìn cái kiến đó nha, nó sẽ tự động nó hạ xuống chút cho mình dễ thấy. Tả lại nè, đó là mình cài số lùi á, mình tả lại bình thường, nó sẽ tăng ngược lại. Vậy làm lại nè, tự động nó xuống, giờ tả lại bình thường, sẽ quạt lên. Để mình cài đặt cái đó, để mình cài đặt mở chế độ đó on đó lên đó, thì bây giờ cái nút mà điều khiển gương á, nó có chỉ là LR không, ví dụ mình đang ở chế độ này là off phải không, không có đèn trái á, có nghĩa là nó sẽ không hoạt động. Đây là mình tắt nè ha, nó không có đèn, hai cái đèn ở đây. Khi mà không có đèn trái thì nó, mình gài số lùi ấy, thì nó không có quạt lên và xuống nè. Bây giờ mình nè, tới đây lùi đó, rồi tới là bình thường. Cái gương bên đây nè nha, mình nhìn cái đây nè, với cái những gương nha. Bây giờ mình gài lên reverse nè, lùi nè. Cái gương nó không có cử động nhúc nhích gì hết, này tả lại nè. Rồi bây giờ để mình kích hoạt cái chế độ đó, bây giờ mình quay qua đây, cái bên tay lái bên tài xế á, mình sẽ bấm một trong hai cái nút chữ L ở chỗ R này, đây có nó hai có cái đèn đây nè. Thôi mình bấm cái đèn trái lên nè. Đó. Đèn bên nào cũng được hết, miễn sao có đèn trái thôi. Đó là mình kích hoạt cái kiến chiếu hậu đó, nó quạt luôn xuống nó không đó. Bây giờ nè ha, bây giờ đèn trái nha, bây giờ mình sẽ quay qua nè, mình lại nhìn lại nha, nhìn cái màn hình nè, nó sẽ quạt lên xuống nè, bật lên nè, bắt đầu ve nè. Đó, cái gương chiếu hậu nó sẽ quạt xuống chút xíu để cho mình nhìn ở dưới đất, nhìn cái ngang dưới đất nè ha, dễ thấy ha. Bây giờ mình sẽ tả lại nè, tả lại chế độ đỏ bình thường chữ B nè, cái gương sẽ quạt, cái kiến chiếu hậu sẽ quạt lại nè, 1, 2, 3. Đó là cái chức năng tên xe lá xịt. Còn mà cái